Thưa quý vị, công tác kết nạp đảng viên 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh tuy có nhiều tích cực nhưng chưa đạt kết quả đề ra. Tính đến ngày 12 tháng 5, toàn tỉnh đã kết nạp được 436 trên 1.550 đảng viên, đạt hơn 28% chỉ tiêu năm 2023. Trong đó một số ít đơn vị thực hiện tốt đạt trên 50%, còn lại tỷ lệ kết nạp các đơn vị rất thấp, trong đó có vài đơn vị đạt dưới 10%. Vì vậy, để đảm bảo công tác kết nạp đảng theo chỉ tiêu nghị quyết tỉnh quỹ đề ra năm 2023. Ban tổ chức tỉnh quỹ đề nghị Ban thường vụ quyện thị thành quỹ, đảng quỹ trực thuộc tỉnh quỹ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên 6 tháng cuối năm.